Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em chế một chiếc lưỡi cắt gỗ, cắt nhựa đơn giản như này nhé. Mình chuẩn bị một tấm sắt tôn này nhé, một chiếc đũa xe đạp và chiếc máy khoan. Cái máy khoan này là mình hướng dẫn làm từ video trước rồi nhé. Bạn nào muốn xem mình sẽ để link ở dưới mô tả. Giờ mình sẽ bắt đầu vào làm nhé. Mình sẽ cắt hình tròn khoảng tầm 3 cm nhé. Các bạn làm lưỡi cắt nó nhỏ hơi thì nó sẽ quay mạnh hơn nhé. Giờ mình sẽ đục cái lỗ ở giữa vòng tròn này nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ một vòng tròn nhỏ hơn cái vòng tròn ngoài này khoảng tầm 1 mm nhé. Các bạn làm những chiếc răng nhỏ thôi thì là quay nó không bị mắc nhé, nó sẽ trơn tru hơn. Mình cắt thẳng rồi, bây giờ mình sẽ cắt xía ra, nó sẽ thành như lưỡi cưa nhé. Mình cắt không được đều lắm. Bây giờ mình sẽ dùng kìm mình uốn cái răng này xoăn e nhau nhá, cái xong bên này cái xong bên kia cứ chéo nhau thế thôi. Mình đã xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ làm phần trục cho nó nhá. Mình sẽ sử dụng cái đũa xe này. Mình sẽ tận dụng luôn từ cái ốc này nhá. Bây giờ mình sẽ cắt đôi cái này ra. Bây giờ cái phần trên này mình sẽ cắt mình lấy khoảng tầm 4 cm nhé. Bây giờ mình sẽ nắp vào. Bây giờ mình sẽ test thử nhé. Đây là một cách đơn giản nhé. Nếu các bạn không có đũa xe để làm những cái đầu này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho cách 2 nhé. Mình sẽ hàn trực tiếp cái sắt này, cái lưỡi này vào cái trục mình luôn nhé. Giờ mình sẽ nắp test thử cái này. cứng mạnh luôn các bạn nhé. Bây giờ cái lưỡi này các bạn làm theo cách này thì các bạn có thể thay được những cái lưỡi khác nhé. Còn bây giờ mình sẽ làm theo một cách nữa, hàn trực tiếp vào cái trục này, vào cái sắt này luôn nhé. Vẫn cái lưỡi này nhá. Bây giờ cái lưỡi này tại vì nó có những cái lớp sơn này rồi thì mình sẽ không hàn được. Bây giờ mình sẽ phải đánh đi nhá, đánh cái lớp sơn này đi. Mình sẽ sử dụng giấy giáp này. Bây giờ sắt này các bạn chỉ cần sử dụng cái đoạn sắt, không cần gen như vừa nãy nhá, chỉ cần dùng đoạn sắt như này thôi. Mình cũng sẽ cắt một đoạn, mình sẽ lấy khoảng tầm 4 cm. Giờ mình sử dụng kẹp này nhé, để mình giữ cái này để mình hàn nhé. Cái kẹp này mình đã hướng dẫn làm từ video trước rồi nhé. Xong các bạn làm thấp xuống như này thì để cho nó vừa tầm này thì hàn nó dễ hơn nhé, sẽ không bị nóng. Bây giờ mình sẽ hàn nhé. Các bạn sử dụng thiếc và mỏ hàn để hàn nhé. Chỉ cần hàn một mặt như này là chắc rồi nhá, cực chắc rồi các bạn. Các bạn hàn như này thì là lưỡi cắt này sẽ chỉ sử dụng như này nhá, chứ không thay được nữa nhá. Nếu các bạn làm theo cách vừa nãy của mình ấy, thì nó sẽ thay được nữa nhá. Giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhá. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách chế một chiếc lưỡi cắt như này. Chúc các bạn thành công!